quý vị, chúng ta lại gặp nhau ở phần ca sĩ bí ẩn. Đội khách hiện nay đang sở hữu hai thí sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục xem và lựa chọn cho mình một người mà mình nghi ngờ đó là ca sĩ để xem có đúng hay không nha. Xin mời quý vị đến với đôi song ca của đội khách. Tư à tư, dần thân tỷ hơi tứ hành xung, tí ngõ mèo dầu ai đời lấy nhau. Trót thương em gái bên nhà, có sung có kỳ anh cũng liều mà cưới em. Ý, đâu có được. Ba mẹ mà nghe anh nói vậy á là giết em chết à. Trời ơi, giờ này á người ta cởi máy cày lên cung trăng rồi, dị đoan gì mà dữ vậy trời. Anh tuổi dần, em tuổi thân, ba em tuổi tỵ, má em tuổi hợi, tính ra cũng tứ quý mà. Tứ quý cái gì mà tứ quý, dần thân tỵ hợi tứ hành xuân thì có. Vậy là chết tôi rồi. Thân tôi sâu số thương anh hai, nhưng tại anh tuổi dần ba má tôi không có ưa. Từng đêm tương tư anh thầm ước, anh sẽ mang câu trầu qua nhà người ta. Đẹp đôi uyên ương gian đầu xóm, đang rước dâu từng bừng hai họ vui. Anh ơi, duyên số ta không may, ba mẹ em bằng lòng con ông sáu sang vào xóm bên. Trời xanh anh ta mang tuổi túc, cùng số luôn sang vào xe đẹp nhà cao. Còn em căn thân anh cũng biết, xung khắc hai gia đình cha mẹ ta không có ưng. Trai nó không phải là ca sĩ cho nên mới loạn loạn nghiệp á. Mọi người nghĩ ca sĩ nó càng trẻ chứ ơi. Đám cưới ta không có nên, vì đâu uyên ương nay lẻ bóng, chia cách nhau đôi đường đau lòng người ơi. Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau. Chúng ta vừa xem phần biểu diễn của số 2 và số 5 của đội khách. Bây giờ thì mình chỉ có một lựa chọn thôi. Bắt đầu phân tích nào, xin mời. Chị Mỹ, chị thấy sao chị Mỹ? Chị thì chị thấy là cái em Nam hồi nãy nhiều khi hát nhà trẻ, cái nghe nhạc dân ca thì cái nhịp nhiều khi chưa có nghe quen, cho nên là bạn ấy cà giật và loạn choạng nhịp không có vô chuẩn. Còn cái bé nữ thì có loạn choạng xíu xíu thôi, nhưng mà rất là chững chạc, có diễn sâu nữa. Cái anh Nam là tôi đã nói tôi không có thích một người nào đi dép tổ ong đó, ngoại trừ bạn tôi là tôi đã không thích rồi. Chị ơi, tại vì bữa nay anh Linh không đi dép tổ ong. Tại vì bận bộ đồ đó phải mang dép tổ ong. Chứ chị tưởng tượng đi, ổng mặc cái bộ đồ đó rồi mang đôi giày tây rồi coi sao được. Không, trả luôn mà kìa. Là dép khác không được dép tổ ong. Nó lạ cái tánh Vân vậy đó Linh. Linh mang vô em, mang giày vô. Mang giày vô để dép anh mang. Ba chị thấy kỳ không? Bận bộ đồ bà ba mà mang cái đôi giày đó rớt. Bên kia anh Linh bận bộ đó đó mà mang cái dép tổ ong tới. Đẹp theo kiểu Quyền Linh, đẹp theo kiểu Quyền Linh. Không có ai nói gì hết. Rồi, chung quy vẫn là ở cái micro thôi. Vấn đề là cái bạn Nam kia kìa. Thứ nhất là thay micro liên tục, cứ bên đây rồi cái chuyển qua bên đây. Nhưng mà thay cỡ nào đi chăng nữa thì cái cự ly á phải an toàn cho cái giọng hát của mình. Là ca sĩ là luôn luôn họ có cái điều đó. Thì bạn này không có. À, bạn nữ tôi để ý là bạn kiên định với cái micro của bạn ở một cái tay quen của bạn thôi. Bạn có thay đổi phút cuối cùng cái mi này nhưng mà cự ly rất ok. Cự ly vẫn đúng là cự ly của một ca sĩ. Vâng ơi, ta hát ta muốn để đâu, thậm chí ta để bên đây nè. Không, để đây là để sau lưng đi ơi. Anh Ba Ngọc Sơn, anh để cái micro chứ. Rồi anh đứng lên, anh đứng hát vẫn được mà. Không ai hiểu tôi cái vụ cự đây. Cái cự ly không phải là cái này, không phải là cái này, không phải là cái này, mà là cái này. Cái chỗ đây là cái bạn Nam là lúc là đổi qua làn giày, cầm giày. Anh Ngọc Sơn có bao giờ anh cầm hát anh để vậy đâu. Rồi mà bạn cầm giày. Còn bạn nữ đó lúc nào cũng là ở một cái vị trí rất tuyệt vời mà tôi đã để ý bạn từ lúc đầu. Cái tay bạn luôn luôn như thế này. Để bạn làm cái cần á, cái chỗ này là cái sự mà cân bằng của cái mi. Linh hiểu không? Và khi bạn đổi cái này tay bạn cũng như vậy. Chứ còn bạn này là không, giày.
chuẩn quá chị Vân ơi. Anh Quyền Linh ơi, anh hiểu chưa? Nếu mà nói về soi trời ơi, trời ơi, em coi em từng coi anh soi rồi, trời ơi. Em từng coi anh em thần tượng các anh cho nên là để ý đến chuyện đó của các anh. Nói chung là nghệ sĩ Dân Hồng Vân rất là để ý tới cái micro. Nhưng mà đây là kiểu em và ca sĩ bí ẩn. Dạ. Cho nên nó rất là khó là cái chỗ mà cái phán quyết cuối cùng. Nó đi vào bản năng rồi. Em nói cái người ca sĩ là bản năng của họ rồi. Rồi thôi được rồi, mình quyết định thôi. Số mấy? Biết đầu quá. Vân số 2 rồi đúng không? 2, 3. Số 2 lui. Bây giờ số 5. Anh biết em là ca sĩ, em hãy bước ra và hát bằng giọng thật của mình để chứng minh cho nghệ sĩ Hồng Vân là đã là ca sĩ, cầm ở đâu cũng được, cầm ở đây cũng được, cầm ở đây cũng được, thậm chí cầm đây cũng được. Không được, không được, cầm như vậy là không được. Dây. À đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nghe giọng thật của ca sĩ số. Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai. Và anh thứ năm rồi, thứ năm ca sĩ đó. Lòng muốn mang em về nơi này, baby. Tình anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Vẫn nói những tiếng yêu kia dù vài lần anh đã mơ. Vậy là hồi nãy là ông đội tóc giả. Thì chẳng cần nghỉ phép đâu, baby. Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ. Từng ngày vừa trôi đi và qua đi và mãi chẳng biết khi nào. Ngày bão tố còn về đây không, liệu chút nắng có mang em về. Chờ ngày được bên em, được quên anh, ngày nắng ấm áp hôm nào. Peches ti amo, ti amo, ti amo, Peches ti amo. Thay đổi mình từ lên đôi vai anh hao gầy, nơi con tim anh chỉ thuộc về người anh mong đã bấy lâu. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này, baby. Tình anh đi cho anh nghe một lần rằng em yêu anh rất nhiều. Vẫn nói những tiếng yêu kia dù vài lần anh đã mơ. Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu em ơi. Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ. Từng ngày vừa trôi đi và qua đi và mãi chẳng biết khi nào. Ngày bão tố còn về đây không, liệu chút nắng có mang em về. Chờ ngày được bên em, được quên anh, ngày nắng ấm áp hôm nào. Peches ti amo, ti amo. Yeah.
thấy chưa Dân? Dân thấy chưa? Cảm ơn. Dân thấy chưa? Không nghe đâu, thấy chưa các bạn? Em có sợ chị thấy được không? Rồi mời số 5. Ghê thiệt. Em giả che cái tóc này đi. Giả rồi bây giờ cầm cái micro đúng chuẩn luôn ha. Tất cả là do em. Tất cả là tại em. Em diễn sâu quá. Em cầm cái micro mà nó không có ổn định, nó sụp xà sụp xịt tiên. Em thấy cô Hồng Vân em sợ. Bây giờ quan trọng là tuyên bố đi cưng. Tuyên bố đi, hãy tuyên bố đi. Tuyên bố. Dạ em xin con xin chào tất cả mọi người. Con là Neon, hiện tại là ca sĩ tự do. Anh đã nói rồi, anh đã nói đó lại. Anh cái cô kia mà chúng ta cầm cái micro nó sai cái cự ly một chút thôi mà chị khó quá. Tại vì con đi cái đôi dép tổ ong thôi chứ không phải lỗi. Thấy chưa, tôi nói rồi, cuộc đời chị Dân là hồi đó bị ong chích cho nên là phải thù qua đi dép tổ ong. Trời, nó cầm cái micro rõ ràng là một người không biết hát luôn. Trời ghê thiệt. Lỗi của cái bộ tóc giả của con nữa, cô không nhận trời ra ơi, con làm cái vòng đầu là giả. Rối loạn nội bộ tôi hết rồi. Cô gặp con rồi, cô nghe con hát rồi luôn. Thôi bây giờ được rồi, bây giờ để cho em vô đi chạy show đi hát đi để mọi người cãi nhau nữa. Cảm ơn số 5 rất là nhiều nha. Hát hay, rất là hay nha số 5 ơi. Cảm ơn tất cả mọi người. Hồi nãy chị Mỹ có